Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Đâu đó vẫn còn cái đói và nạn mù chữ. Ngày 29 tháng 8, tác giả Thành Lê có bài Không còn nạn đói, nhưng đói vài tháng mỗi năm. Đăng trên một kênh truyền thông quốc tế tiếng Việt. Theo tác giả, việc xóa đói hiện nay diễn ra đều đều, mỗi năm ít nhất khoảng 3 tháng, với đều đều khoảng trên dưới 10 tỉnh thành trong cả nước suốt hàng chục năm nay tác giả liệt kê một loạt dẫn chứng lấy ngẫu nhiên từ báo chí trong nước. Theo đó, tháng Giêng năm 2023, xuất cấp hơn 1.300 tấn gạo hỗ trợ dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đáng Quý Mão năm 2023 ở tỉnh Nghệ An. Ngày 14 tháng 3 năm 2023, phát gạo cứu đói, giáp hạt trên địa bàn xã Cao Lâu thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với 281 nhân khẩu cấp 15 kg gạo mỗi người. Đầu năm 2023, cấp hơn 181 tấn gạo hỗ trợ nhân dân, có nguy cơ thiếu đó dịp Tết nguyên đáng quý mão và giáp hạt đầu năm 2023 ở Con Tum Và đây là hình bài bình trên afi tiếng Việt. Tác giả cho biết, cứu đói thời điểm Tết nguyên đáng và giáp hạt là hoạt động thường xuyên của chính phủ do Cục Dự trữ Nhà nước thực hiện theo đơn xin của Ủy ban Nhân dân các tỉnh được chính phủ duyệt. Tác giả nhớ rằng, trong một cuộc họp báo cuối năm, cách đây khoảng 10 năm, đại diện chính phủ tỏ ra rất bực bội vì có quá nhiều tỉnh xin gạo cứu đói dịp Tết. Trong đó có những tỉnh khấm khá. Sau cuộc họp và truyền thông, một số tỉnh xin rút. Tác giả đặt câu hỏi, vì sao có những tỉnh luôn luôn hàng năm phải cứu đói? Dễ thấy hầu hết đó là những tỉnh miền núi phía bắc, nơi điều kiện canh tác nông nghiệp rất khó khăn, những ruộng bậc thang đẹp tuyệt vời, nhưng từng bậc thang ruộng nhỏ xíu chỉ trồng được rất ít lúa mà tưới tiêu, bón phân cho ruộng đất vất vả. Tác giả phân tích, có lẽ do cả điều kiện sống, lẫn văn hóa, tập quán các dân tộc ít người sinh sống trên vùng núi cao, hiếm người có thói quen làm lụng, tính toán và dành dụm. Thêm vào đó, chính sách bảo trợ cho dân tộc ít người từ năm đến 70 năm nay của Việt Nam khiến không ít đồng bào dân tộc ít người quen với việc hễ đói thì sẽ được nhà nước phát gạo. Không có nhà cửa thì nhà nước làm cho ở, nhà nước cho gia súc, đồng bào nuôi đẻ được con thì đồng bào hưởng nhưng lại có không ít đồng bào nhận con trâu, con bò về thì chỉ biết buộc dây cho quanh quẩn một xó, không biết dắt đi ăn, cũng không biết cắt cỏ về cho ăn. Ban ngày bụng đói, ban đêm nằm không, không chuồng trại, không che chắn gió lạnh, không phun mũi, nhiều con gia súc chỉ bị mũi rừng chích mà lăn ra chết. Chết cũng không sao, nhà nước lại cấp hoặc có các mạnh thường quân trên miền núi cứ vì vậy mà nghèo đói triền miên. Tác giả nhận xét, ngay tại các đô thị lớn cũng không thiếu người nghèo, tuy nhiên, đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên, nhất là Tây Bắc thì còn được xếp vào loại nghèo sâu, nghèo kinh niên, luôn đứng trước nguy cơ tái nghèo. Và đây là hình báo cáo của UNICEF về nạn đói và suy dinh dưỡng ở Việt Nam trong năm 2023. Tác giả kể về một lớp học tình thương miễn phí ở Sài Gòn với những người lớn, tuổi từ 18 đến trên 30 vào năm 2020. Tất cả họ đều mù chữ, lúc đó mới bắt đầu học những chữ cái đầu tiên, lần đầu tiên trong đời được tập cầm cây viết. Hoàn cảnh họ khá giống nhau, còn nhỏ thì nhà nghèo hoặc ham chơi, cha mẹ không khuyến khích đi học. Lớn lên chút, bận lăng vào đời sống nên cứ vậy mà mù chữ cho tới giờ. Tác giả tiếp tục kể về một trường học phổ thông tại một vùng núi phía Bắc với các em bé người Thái và Mông đang học lớp 5. Tuy sách giáo khoa các em dùng là dành riêng cho các dân tộc thiểu số, nhưng bài luận lại viết về một buổi đi chơi phố của em bé thành thị với nhiều từ ngữ khá khó với trình độ tiếng Việt của các bé trong lớp. Sau buổi học, tác giả cầm sách nhờ các bé tự đọc lại. Lần đọc này chúng đọc lởm bởm rất nhiều từ và dấu bị đọc sai không còn giống lúc chúng lặp lại theo giáo viên nhưng sai ở đâu chúng cũng không biết nhưng đến cuối năm tất cả bọn trẻ con đều lên lớp và từ đó vẫn theo tác giả bắt đầu một vòng tròn không lối thoát càng lên lớp cao bài học tiếng việt càng khó sức tiếp thu của bọn trẻ càng kém càng học càng không hiểu chúng bắt đầu sinh chán nản và muốn bỏ học tác giả nhận định trẻ em người kinh có thời gian sử dụng tiếng việt với gia đình hàng xóm bạn bè và qua tv báo đài internet nhưng trẻ em dân tộc thiểu số miền núi hoàn toàn không có điều kiện này bọn trẻ chỉ có vài tiếng cho một buổi học để trao đổi bằng tiếng việt với thầy cô thời gian đó không thể giúp chúng thành thạo tiếng việt ở mức độ chuẩn của từng cấp lớp khi bọn trẻ không tiếp tục đi học đồng thời vẫn tiếp tục sống trong môi trường khu trú không giao tiếp nhiều với cộng đồng phổ thông khả năng tái mù chữ rất cao cho đến nay tác giả cho biết thêm tại hầu như tất cả các địa phương vẫn còn hoạt động xóa mù chữ chính thức của nhà nước bên cạnh đó là rất nhiều các lớp học tình thương của vô số tổ chức xã hội dân sự người dân và các tổ chức tôn giáo Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đâu đó vẫn còn cái đói và nạn mù chữ Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Sự tử tế vẫn còn. Ngày 28 tháng 8, blog Trần Văn có bài bình luận tử tế và lý luận chính trị. Theo đó, may mắn vì đời vẫn còn nhiều người không được tuyển chọn để được đào tạo về lý luận chính trị. Nên trong xã hội này vẫn còn sự tử tế, tự trọng, nỗ lực trở thành hữu dụng, dù ở bất kỳ vị trí nào trong xã hội. Tác giả dẫn câu chuyện về cụ bà Nguyễn Thị Ngang, 87 tuổi, ngủ ở phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai. Chuyện cụ Ngang đã được nhiều cơ quan truyền thông như YouTuber, TikToker khai thác liên tục suốt từ năm ngoái đến giờ. Nhưng video clip mà MCV Network vừa thực hiện vẫn hot và đây là hình bài trên blog trần văn trên voa tiếng việt tác giả cho biết các nhà báo youtuber tiktoker và khách tìm đến mua bánh mì đều gọi cụ ngang là bà ngoại hoặc bà sáu chồng mất sớm ngoại ở vậy nuôi ba người con trai cả ba đều là những người hết sức bình thường một là bảo vệ một là công nhân một cùng với vợ bám vào lề đường kiếm sống bằng gánh bánh canh. Gánh bánh mì của ngoại chỉ đủ để làm khoảng 100 ổ một ngày. Lề đường nơi ngoại chọn làm chỗ mở quán cách nhà khoảng 2 cây số. Quán mở cửa từ 5 giờ sáng bán xong thì quẩy gánh về nhà chuẩn bị cho ngày hôm sau và quán luôn mở cửa đóng như vậy đã hơn 40 năm. Trước đại dịch Covid-19, giá bánh mì thịt mà ngoại bán chỉ có 3.000 đồng một ổ. Vật giá leo thang, ngoại buộc phải nâng giá lên, nên giờ là 5.000 đồng một ổ. Tác giả nhận xét, 5.000 đồng một ổ bánh mì thịt là giá khó có thể tưởng tượng trong bối cảnh gạo châu củi quế như hiện nay tại Việt Nam. Nhưng suốt từ năm ngoái đến giờ, ngoài khẳng định với tất cả mọi người chắc nịch, đại ý như sau, vẫn có lời có lời mới buôn bán, chứ không thì dẹp rồi. Ngoại giữ ổ bánh mì thịt của bà ở giá đó vì nhiều người nghèo quá, thất nghiệp nhiều quá. Nhiều gia đình 4-5 người với giá bánh mì như vậy thì họ mới kham được tiền ăn sáng. Tác giả gom góp những cuộc trò chuyện giữa ngoại với nhà báo này, youtuber kia, tiktok nọ, thì thấy có những người rất nghèo nhưng cũng rất tự trọng Họ từ chối chuyện được ngoại cho ăn bánh mì miễn phí, cương quyết trả cho bằng được 2.000 đồng để có được ổ bánh mì không. Còn ngoại khiến người ta xúc động vì dù chỉ nhận 2.000 đồng nhưng vẫn nhét vào trong ổ bánh mì một chút thịt, một chút rau thơm, một chút dưa chua, rưới vào đó một chút nước sốt cho ổ bánh mì đỡ lạc. Và đây là hình truyền thông đưa tin về ngoại. Tác giả bình luận Người ta thấy bòi hồi khi có những người mua cố tình trả dư tiền, nhưng ngoại rượt theo trả lại tiền thối, cương quyết không nhận tiền tiếp. Người nghèo sống nhờ mua bán qua ngày, nhưng không tham những thứ nằm ngoài giá trị đã thỏa thuận. Dường như ngoại chỉ bớt cực đoan khi có người giải thích, đó là khoản người khác muốn góp vào để thông qua ngoại, tiếp sức giúp những người đang thiếu thốn, đang chật vật, cầm cự cho qua ngày, đoạn tháng. Sắp tròn 90 tuổi nhưng ngoại không muốn hưởng nhàn, vì vừa không muốn là gánh nặng cho con cháu, vừa tin rằng làm việc là cách để sống khỏe, sống vui. Ngoại không rao giảng gì cả, nhưng khiến người khác tin vào sự hiện hữu của thiện lương, của nhân ái như làm người tất nhiên phải vậy. Tác giả cho biết thêm, từ khi Lê Thế Quang, một food reviewer trên mạng xã hội, phát giác ngoại khiến ngoại trở thành đề tài của nhiều cơ quan truyền thông như YouTuber, TikToker. Nhưng trong video clip mới nhất, ngoại vẫn vậy. Chỉ có một thay đổi nhỏ, nếu có thể gọi là như vậy, là có một cặp vợ chồng, không rõ tên gì, ở đâu, biết chuyện của ngoại từ khi nào, thỉnh thoảng tạt vào quán, dùng xe hơi đưa ngoại về nhà, nếu hôm ấy trời mưa. Tác giả kết luận rằng, May cho đời là có nhiều người không được tuyển chọn để được đào tạo về lý luận chính trị, nên người ta có quyền hy vọng rằng sự tử tế, tự trọng, nỗ lực trở thành hữu dụng, bất kể ở vị trí nào trong xã hội tại xứ của mình, vẫn còn sinh sôi nảy nở. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sự tử tế vẫn còn xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.